Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Và hôm nay em tiếp tục lại review cho anh chị cô chú là một cái bất động sản và chúng ta cách cái bãi tắm biển Nha Trang á, là một cây số thôi. Và cái bất động sản này hiện tại có một cái dòng thu nhập cho anh chị cô chú là 9 triệu đồng nha. Và trên cái bất động sản này hiện tại đang là có tới là 6 phòng trọ đang cho thuê. Thì mỗi phòng đó, hiện tại họ đang cho thuê full luôn là 1 triệu rưỡi nha cả nhà. Và vị trí em đang đứng đây nằm tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Con đường này là đường đường Dương Văn Nghe nha cả nhà, đường Dương Văn Nghe. Chúng ta sẽ di chuyển ra đường 2 tháng 4, mất đâu đó là tầm 300 m mà thôi. Đó. Và con đường này là đường bê tông, rộng hiện trạng là rộng 7 m đó. Và cái bất động sản hôm nay em giới thiệu cho cả nhà mình là diện tích là 102,2 m2 và đã pháp lý là đã có sổ rồi nha cả nhà, đã có sổ rồi. Đó. Và đi theo cánh tay đây thì chúng ta vẫn là đường Dương Văn Nghe. Ở đây thì xung quanh là dân cư, hiện trạng là đông đúc hết đó. Nhưng mà đi theo cái xe ô tô này anh chị, đi theo cái xe ô tô và chúng ta ra tới đường 2 tháng 4 mất đâu đó tầm 300 mét thôi, nên rất là gần. Và tí nữa em sẽ cho anh chị xem về pháp lý nè, cũng như từ vị trí cái bất động sản của chúng ta đi ra lại đường 2 tháng 4 và cũng như là đi ra tới biển là mất bao nhiêu km nha. Đó, trên video này thì có sao thì em sẽ chia sẻ trên video này luôn, pháp lý này, quy hoạch nè, rồi đo khoảng cách cho anh chị cô chú luôn nha. Và cái bất động sản này hiện tại họ đang rao với mức giá là 2 tỷ 550 triệu đồng đó. Thì tính ra đơn giá thì nó được đâu đó là 25 triệu một mét nha cả nhà, 25 triệu một mét đó. Thì đây là cái bất động sản hôm nay em review đây đó. Và hiện tại là họ đang cho thuê phòng trọ thôi, thì em sẽ quay bên ngoài về cái mục đích họ đang kinh doanh nên em không review ở bên trong nha. Thì về nhìn bên ngoài á thì em thấy nó cũng đã cũ rồi nè anh chị, cũ rồi. Mặt tiền như thế này á, từ bên này nè sang đến hết cái móc bên kia là 9m12 nha cả nhà, 9m12. Sâu á là, để em coi, sâu là 14,5m nha cả nhà, 14,5m. Mặt tiền của cái bất động sản này á là hướng tây bắc, nhưng mà lệch tây một chút thôi. Đó, một lệch tây một chút thôi. Ở đây là xung quanh công viên hàng xóm nhà của chúng ta nè. Thì về cái bất động sản này á, em thấy thì em review bình thường thôi. Đường nè, pháp lý nè, hiện trạng của bất động sản này và dân cư ở đây sẽ như thế nào đó, cho anh chị xem thử là mình có thấy tầm tiền 2 tỷ 550 triệu đồng mình thấy có xứng đáng hay không nha. Còn nếu mà anh chị không thích kinh doanh phòng trọ, mình muốn nâng cấp hơn nữa thì mình có thể xây cao tầng lên. Đây đây, anh chị xem nè, phía trước kia kìa, 1, 2, 3, 4, 4 tầng và 1 tum. Ở kia là họ xây nhà 4 tầng 1 tum đó. Và nhà của chúng ta thì nó gọi là lưng tựa núi nha cả nhà, cũng là lưng tựa núi, phía sau đây là núi nè. Đó, thì trên đây là vẫn là đi đường thông thôi, nhưng mà cái đường mà đi ra 2 tháng 4 á, mà nhanh nhất á thì chỉ có đi đường này đó, 300 mét thôi nha cả nhà. Xung quanh bán kính là trường học các cấp nè, không thiếu một tiện ích gì luôn. Ở ngay khu vực phía bắc này có trường tiểu học nè, trường trung học cơ sở nè, trường đại học nè, không thiếu một tiện ích gì. Và cũng như chúng ta sẽ đi chợ Bình Hải thì mất đâu đó tầm 500 mét mà thôi, 500 mét đến 600 mét đó. Rồi, thì tổng quan về chi tiết về cái bất động sản này thì em cũng đã chia sẻ trên video này là 2 tỷ 550 triệu đồng với con đường hiện trạng là đường bê tông rộng 7 mét với phân khúc là 2 tỷ 550 thôi. Và anh chị có một cái dòng tiền hàng tháng là 9 triệu đồng và anh chị muốn nâng cấp thêm lên có thể là xây cao lên nữa nha. Đó. Và bây giờ em sẽ cho anh chị xem điểm mạnh và điểm yếu của cái bất động sản này như thế nào, rồi em sẽ đi vào pháp lý nha. Điểm mạnh á, thứ nhất là gần biển nè, thứ hai đường ô tô, có thể là hai ô tô né nhau. Nhưng mà một ô tô thì nó đi rẻ cũng được rồi, nhưng mà hai ô tô đi né nhau thì nó hơi khó một chút thôi, tại vì đường rộng 7 mét đó. Thì dân cư ở đây là điểm mạnh tiếp theo á là nó gần trung tâm, nó cũng gần biển, cái gì cũng được ok hết và nó có dòng tiền đó. Còn điểm yếu á thì em nói luôn, điểm yếu của cái bất động sản này nó là tấp hậu nha cả nhà, tấp hậu đó, tấp hậu là cái điểm yếu đó. Rồi thì bây giờ em sẽ cho anh chị xem về cái sổ nè, em cũng không có che giấu cái điều gì hết á, có sao thì em review như vậy thôi. Đấy, thì cũng là hỗ trợ cho chủ nhà họ bán nè, thì em trước em cũng nói rồi, có sao thì em review như vậy nha. Đó, và em đang quay vào lúc đây là 3 giờ 48 phút nha cả nhà, 3 giờ 48 phút nè. Đó, rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem. Cái này là cái sổ nha, và họ đã mới check quy hoạch lại rồi. Đó, thời tiết đang đứng chói quá. Đây. Số thửa là 54 nè, tờ bản đồ số 81, địa chỉ là 29 Núi Sạn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích là 102m2, nó sử dụng riêng là 102. Full đó ở đô thị nè, thời hạn sử dụng lâu dài nè. Đó. Tài sản có gắn liền với đất nè, và nhà này cũng đã hoàn công anh chị nha. Đó, và trong đó là 29,05. Thôi để em xem coi.
nó hơi mờ anh chị ạ. 29,05 là đất quy hoạch khu vực phải thu hồi đất. Cái này là hồi xưa nha cả nhà, hồi xưa đây là sổ 206 này, 206 thì lúc trước đó là nó có chia ra ranh giới, chia ra ranh giới là sẽ là không công nhận. Nhưng mà anh chị xem nè, đó đây là hình thù hình dạng lô đất của chúng ta đó, thì mặt tiền là 9m2, hậu nó chỉ có là 4m3 thôi nha cả nhà, 4m3 thôi. Để em xem lại, 4m3 thôi anh chị ạ, 4m3 thôi. Và hướng bắc hơi là tây này, à nó được cả mặt tiền lớn. Rồi lúc trước thì đường hiện trạng nó rộng 6m thôi. Bây giờ em sẽ cho anh chị xem về cái phần chết quy hoạch mới nhất của tại thành phố Nha Trang này. Họ mới chết vào năm ngoái, vào lúc tháng 8 2023 luôn. Đây, đây anh chị, ngày 31 tháng 8 này năm 2023 này, có dấu mục của thành phố Nha Trang này. Đó, đây, đây là hình thù lô đất của chúng ta. Thì bây giờ nó sẽ quy hoạch vô một xíu thôi anh chị nha. Đó, nó vẫn là hình dạng lô đất như thế này, nhưng mà quy hoạch vô một xíu thôi. Thì đây nè, tọa độ gốc ranh rất là đầy đủ. Đó, 67 nè, 67, 67, 67. Là hậu của nó là 4m95 nha cả nhà, 4m95. Còn hồi nãy bên kia có 4m3 thôi, nhưng mà cái này là 4m95 nè. Đó, có dấu mục đàng hoàng mới luôn cho anh chị luôn. Này, 2.2, 2.3 nè, bây giờ điểm 4 nè. Thì em cũng đã cộng lại rồi. Đó, điểm 2, điểm 3, điểm 4 nè, là 9m12 nha. Hướng bắc hơi là tây một xíu nè. Đó, diện tích là 100, hồi nãy là 102 đúng không anh chị? Nhưng mà cái này là 106.3m2 nè. Đó, full đó ở đô thị luôn. Đấy. Rồi, cho em cho anh chị xem cái dòng phía dưới này. Đây là chủ yếu phần này nè, thông tin quy hoạch này. Thửa đất có 101m2 là đất ở đô thị, còn lại là 6.2m2 là đất quy hoạch giao thông nha cả nhà. Đó, rất là chi tiết cho anh chị luôn. Đó, không chỉ giấu một cái điều gì cả. Đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem về cái em cũng chết app rồi, nhưng mà họ có dấu mục thì quá tốt nha anh chị nha. Có dấu mục thì quá tốt rồi. Đây, đây là phần app mà em chết quy hoạch này. Đấy, đây là hình thù lô đất của chúng ta nè. Đó, nó quy hoạch vô một đường một xíu thôi. Đấy, đây thông tin nè, 106.3 nè, vẫn là chủ cũ. Đó, diện tích nè, thì trong đó 100m đất ở đô thị, còn lại là 6.3m2 là đất giao thông nha cả nhà. Tọa độ gốc ranh nè, em mở cho anh chị xem tọa độ gốc ranh nè. À, cái này là em hồi nãy em chụp hình đó. Thì thôi không sao cả, thông tin thì cũng em cũng rõ ràng chi tiết trên cái video này, rõ ràng là em đang quay nè và lúc 4 giờ kém rồi đó. Và bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem về cái vị trí đo Google Maps nha, cho anh chị dễ hình dung chúng ta sẽ di chuyển ra chợ Bình Hải là bao nhiêu cây số và cũng như là đi tắm biển mỗi ngày nha cả nhà. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đo ra đường 2 tháng 4 nè. Đây, đây là đường 2 tháng 4 nha cả nhà. Đây, đường 2 tháng 4 mình chưa thấy cái tên từ. Đây, 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 đây. Đường 2 tháng 4 nè anh chị, mất 400m thôi. Cái này là em đo app Google Maps là đo khoảng cách nha, đo chim bay nha cả nhà. Cái này là có thể mình đi di chuyển là có thể là nó xa hơn một xíu nha. Đấy, là 400m đường 2 tháng 4 đúng không ạ? Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên ra cái bãi tắm Hòn Chồng luôn nè anh chị, mép bờ bãi biển. Bãi tắm Hòn Chồng luôn. Đây, bãi tắm Hòn Chồng nè anh chị, đó bãi tắm Hòn Chồng nè, là 1 cây số, đúng 1 cây số luôn đấy. Và chúng ta sẽ di chuyển ra những cái như là cái trường đại học nè, đại học Nha Trang. Đây, trường đại học Nha Trang nè anh chị, đó 1.3 km đấy. Thì cái này em đo tham khảo thôi, còn những cái tiện ích gì nữa thì anh chị có thể là tham khảo thêm cái khu vực này đấy. Ra ra chợ Bình Hải này, siêu thị Bách Hóa Xanh này, mất 400m thôi. Và chúng ta sẽ di chuyển ra cái bến xe phía Bắc này anh chị, bến xe phía Bắc này. Đây, đây chị một xíu nha, đây bến xe phía Bắc này. Đây anh chị, bến xe phía Bắc này. Đây, bến xe phía Bắc nha. Đó, là 1.5 km thôi. Đó, 1.5 km. Đấy. Và chúng ta sẽ di chuyển về trung tâm quảng trường 2 tháng 4 thì bao nhiêu cây số? Đây, đo luôn. Em làm luôn cho anh chị một video thôi. Đó. Có sao thì chia sẻ cho anh chị, tại vì đôi khi anh chị ở xa anh chị xem chi tiết luôn. Đó, chợ đêm nè, quảng trường 2/4 nè, thác Trầm Hương nè, đó thì là 4 cây số, 4 cây số, đi có thể hơn nha, tại vì em đo đường chim bay thôi đấy. Thì qua cái thông tin này anh chị thấy sao về cái phân khúc là 2.550.000.000 đồng? Giá này là vẫn còn thương lượng với chủ nhà luôn anh nha anh chị nha. Đó, về một cái bất động sản là có diện tích là 106m2 và trong đó quy hoạch thì còn lại là 101 thôi là mét vuông thôi, là đất ở đô thị nè. Thì anh chị thấy sao về cái nhược điểm của cái đất là đất ở, đất nó bị tớp hậu, anh chị thấy sao đó? Thì có thể còn không thì anh chị có thể xem tham khảo cái video này cũng được, để tránh làm mất thời gian của cô chú anh chị ha. Tại vì mình đi buôn bất động sản thì kênh của mình cũng phải rõ ràng chi tiết ở trên một cái video này, em cũng không có che giấu điều gì. Ok,
cái điểm yếu thứ hai á là những cái mùa mưa á anh chị ạ, những cái mùa mưa á, dân cư họ ở trên núi mà mình nhà mình gần trên núi á, thì ở trên đây nè dân cư họ xả nước xuống thì nó đổ nước như thế này thôi, thì nói thật em cũng dẫn rất là nhiều khách và đây là một cái điểm yếu của cái đường Vua Ban Nga như thế này. Thì em nghĩ là trong những thời gian sắp tới khi mà thành phố Nha Trang lên trực thuộc trung ương là họ sẽ làm hạ tầng cống thoát cho anh chị luôn. Thì ở đây thì họ cũng có cống thoát rồi, nhưng mà họ sẽ làm như thế nào để cái việc này không xảy ra. Nhưng mà em tin là trong thời gian tới thì núi mà ở trên núi mà ở gần núi thì cái việc xả nước như thế này thì nó là một cái điều kiện không sao, tùy thôi. Nhưng mà mình ở gần đường lớn không sao nha anh chị, không sao đâu. Còn mình không phải là mình ở gần trên núi nha cả nhà. Thì có sao thì em review như vậy thôi, em cũng không có chi giấu điều gì, tại vì anh chị có số tiền lớn, anh chị mua bất động sản mà đó. Còn em thì đâu có tiền đâu, em có sao review như vậy thôi đấy. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển ra con đường 2 tháng 4 cho anh chị cô chú xem liệu cái phân khúc là 2.550.000 anh chị thấy có xứng đáng hay không. Mặt tiền đường này thì em không có về phân tích giá đâu, nhưng mà em xem cũng nhiều rồi, ở khu vực này thì dao động từ 27 cho tới 32 triệu hoặc là 35 triệu hoặc là 40 triệu trên một mét vuông, tùy theo đoạn thôi nha cả nhà. Đây đường thì vẫn là đường ô tô thôi, không phải là đường xe máy. Quay cho chị xem, nếu mà đất ở đô thị mà giá đất thì có 20 triệu mấy rồi, tính ra nó bán đất xẻ cho mấy anh chị đi là nó vào hơi sâu thôi, mình có thể là cải tạo lại, mình làm một cái nhà nghỉ hay là một cái phòng trọ cao cấp hơn, có thể cho thuê vẫn là dòng tiền như vậy thôi. Đấy. Quá hồi luôn, đây là kiểu là bán đất thành nhà thôi chị ạ. Chứ bên trong họ cũng cũ rồi, mình có thể cải tạo là thôi. Đó, đây, chúng ta di chuyển ra đường 24 này. Xe chở vật liệu xây dựng. Đó. Rồi bây giờ anh sẽ di chuyển ra đường 24 rồi đây. Đây nha chị nha, đây đường 24 rồi nè. Ta sẽ di chuyển lên kia là đường Hoàng Trồng, ra tới biển Nha Trang rồi. Còn đi theo cánh cái phía xe máy đang đi nè, chúng ta sẽ di chuyển xuống lại đường như chợ Phước Hải nè anh chị, chợ Bình Hải nè anh chị chợ Bình Hải. Thì mọi thông tin thì em cũng đã chia sẻ trên một cái video review bất động sản như thế này rồi. Anh chị thấy sao về cái bất động sản này? Nếu không hợp lý thì có thể là chia sẻ cái video này dành cho ai đó đem tiền cho mình một cái bất động sản như thế này, có thể là mua ở cải tạo hay là có một cái nguồn thu nhập như thế này, thì anh chị có thể là chia sẻ với em nha. Và anh chị nào có bất động sản tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa còn mua bán hay review như thế này thì có thể là gửi cho em Lâm nha. Lâm sẽ hỗ trợ mua bán review giúp cho anh chị từ chú luôn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo, và nhớ đừng quên là tặng cho em Lâm một nút like nha. Và nếu yêu thương kênh của em nữa thì bấm vào nút đăng ký kênh để xem những cái video review bất động sản mỗi ngày được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong các video tiếp theo.